Shop MD Sài Gòn kính chào cả nhà nha. Dạ. Sáng nay em giới thiệu đến cả nhà mình, em vừa về được hai cái đốc bô. Đây là cái bô đốc bô sao đốc bô 10 các bác, series 10 ha, đời hết số của cái đốc sao đốc ha. Sử dụng điện 100 đến 120 V và công suất của nó là 150W nha bác. Dạ, 150W. Made in Mexico ha. Thì cái sao đốc bô này nó bự gấp, nó lớn và nặng gấp 3 lần cái sao đốc bô 1 hoặc 2 các bác ha. Mình có thể thấy chiều dài của nó là con này 18 phân nè. Chiều dài các bác, dài nặng khoảng 6 đến 7 kg các bác. Rất là nặng ha. Trong đây nó tích hợp mấy cái loa trong này và đánh rất là lực. 150W thì có thể tương đương với cái nguyên một cái bộ vàng nha bác. Và cái này mình đặt ở phòng khách cũng được luôn ha. Và cái đốc bô này về thì kèm có cái dây nguồn ha, và cái bộ thu sóng Bluetooth ha. Nó có thể tương thích với lại cả điện thoại Android lẫn điện thoại Apple, điện thoại iOS ha. Apple tương thích được tất cả các loại điện thoại nha các bác. Và chất âm của nó thì như các bác vừa nghe ha, rất là bass, rất là lực ha, và chi tiết, và nó cũng không có rẻ tiền các bác, không rẻ tiền. Ở đây em kết nối cả hai cái với hai cái điện thoại, một cái là Samsung, một cái là iPhone ha, thì nó đều phát cho chất âm rất là tốt. Rồi cái con ở trên này, cái ở trên này cái chân đế màu trắng ha, chân đế màu trắng và rất là đẹp. Con này thì nếu mà nếu mà lấy cái khiển học này thì nó là 7 triệu các bác. Và dây nguồn ha, đây là đốc dây nguồn và cục nhận sóng Bluetooth ha, cục thu Bluetooth. Thì là cùng với cái khiển học này là 7 triệu các bác. Nếu mà lấy cái khiển zin này, lấy khiển zin này thì là 8 triệu ha. Lấy khiển zin là 8 triệu, còn lấy khiển học là 7 triệu. Cái bô ở dưới này thì nó cũng đẹp y chang như thế, nhưng mà vận chuyển về thì nó có bị xước xát một chút xíu. Cho nên em sẽ bớt cho mình hẳn 500 ngàn luôn ha. Bớt hẳn 500 ngàn cho bác nào lấy cái con ở dưới này. Thì cái này là 6 triệu rưỡi ha, kèm với khiển học. Còn nếu mà lấy cái khiển zin, lấy khiển zin này thì là 7 triệu rưỡi nha bác ha, 7 triệu rưỡi, 7 triệu 500 ngàn. Đốc 10 này em biết thông tin là, tức là những cái cửa hàng khác người ta bán giá tầm nó khoảng chừng, nếu mà cả remote zin lẫn cục thu Bluetooth là nó khoảng 10 triệu các bác, 10 triệu ha. Cục thu Bluetooth zin luôn á là 10 triệu ha, 10 triệu rưỡi gì đó. Và em nhập về giá rất là tốt ha. Em đấu hai cái đốc này là em đấu giá trực tiếp trên trang của Nhật và về tới Việt Nam giá nó tốt, cho nên em bán với mình giá rất là tốt ha. Nếu mà lấy không lấy remote zin là 7 triệu ha. Con này là 6 triệu rưỡi, còn nếu mà lấy remote zin, khiển zin này thì cộng cho em 1 triệu vào nha các bác. Và cái bộ vàng, cái bộ sao đốc Bluetooth này nó rất là nặng nha các bác. 6 hoặc 7 kg á, nặng lắm, không thể nào nhấc một tay lên được. Bê phải bê hai tay ha. Và chất âm của nó thì mình không phải chê gì cả ha. Đây em phát này. Cái ở trên ha, còn cái ở dưới đây.
em lưu ý thêm là ngoài cái cổng, cái chỗ mà bắt Bluetooth đó, hoặc là cắm iPod vào đấy để phát nhạc, thì mình còn có các cái cổng kết nối ở phía sau ha. Ở đây là nó có cổng out in để mình cắm cắm cái chân jack cắm 3.5 vào đây nha các bạn. Cắm jack cắm 3.5 vào đây để phát nhạc nha. Đó, có thể cắm vào đây nha. Cái cổng này thì em cổng update ha. Update, cổng để update. Cổng này để update cái firmware. Thì không cần phải cập nhật làm gì cả ha. Nó có thêm cổng 3.5 mà các bác. 3.5 để cắm vào đây ha. Và đây là cái đốc 10. Đốc hết số của đốc bô nha các bác. Hàng xịn đàng hoàng. Hàng này em đấu giá bên trang của Nhật về và bảo đảm là nguyên zin ha, không sửa chữa, không sơn tút gì hết. Có như thế nào thì để y nguyên như thế đấy. Và em xin nhắc lại nha, cái này là 7 triệu ha. Là kèm khiển học, nếu mà lấy khiển riêng là 8 triệu. Cái này là 6 triệu rưỡi. Dạ, khiển học nha. Và em cũng chỉ có một cây khiển này thôi, không có hai cây ha. Dạ. Đời hết số à, đời khủng, máy rất là nặng nha bác. Âm thanh của nó là 150W, cho nên âm thanh của nó nghe tương đương một cái dàn lớn cho bác, dàn đại ha. Máy rất là nặng. Rồi, bác nào quan tâm hoặc có nhu cầu xin liên hệ trực tiếp theo số điện thoại bên dưới giúp em ạ. Em xin chân thành cảm ơn rất là nhiều ạ.